Chào mừng quý khách đến với video giá nhà độc lập ở Toronto trên 2 triệu gia kiều. Mọi người đang mua nhà với mức giá gần kỷ lục ở khu vực đại đô thị Toronto, được gọi tắt là GTA. Tháng 2 năm 2022 trở nên tháng sôi động và là tháng có số liệu bán hàng mạnh trong lịch sử. Hội đồng bất động sản khu vực Toronto, được gọi tắt là TREP, đã ghi nhận một doanh số lớn với 9.097 đơn vị trong khu vực. Đó là một số lượng đáng kể các ngôi nhà đã được bán ra. Tuy nhiên, nó vẫn đánh dấu mức giảm 16.8% so với mức cao nhất mọi thời đại của năm 2021, khi mọi người mua đổ xô đi mua nhà giữa các đợt đại dịch COVID-19. Bất chấp tất cả các hoạt động bán hàng, số lượng nhà đang bán mới đã giảm trong tháng 2. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu một lần nữa được cho là nguyên nhân khiến giá nhà ngày càng gia tăng trong khu vực GTA. Trev và các chuyên gia về bất động sản đã nhấn mạnh vấn đề này trong nhiều năm gần đây. Do sự cạnh tranh gay gắt giữa những người mua đang thúc đẩy mức tăng giá hai con số so với cùng thời kỳ năm trước đây. Trên toàn khu vực GTA, giá bán trung bình cho tất cả các loại nhà đã tăng vọt 27.7% so với cùng thời kỳ năm ngoái, với giá trung bình là 1.334.544 để mua được nơi sinh sống ở Toronto hoặc các vùng ngoại ô xung quanh. Nếu quý khách muốn mua nhà khu vực có mã vùng 416, quý khách phải trả giá trung bình là 1.210.889 và kiềm tăng từ 995.171 vào tháng 2 năm 2021. Và khu vực có mã vùng là 905 khiến quý khách tốn kém nhiều hơn nữa. Các ngôi nhà hiện có giá trung bình là 1.402.948, tăng từ 1.070.710 và kiềm vào tháng 2 năm 2021. Nhưng con số quan trọng nhất là giá trung bình mới của một ngôi nhà độc lập ở thành phố Toronto đã chính thức vượt mốc 2 triệu gia kim với mức giá trung bình là 2.073.989. Đó là một bước nhảy vọt 23% so với mức trung bình của tháng 2 cùng thời kỳ năm ngoái. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video giá nhà độc lập ở thành phố Toronto trên 2 triệu gia kim. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc 416-669-7363 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và kinh đồ. Qua video này, Quang Lâm cho rằng đây là thời điểm tốt nhất cho người bán. Khi quý khách có nhu cầu bán nhà, vui lòng liên lạc trực tiếp với thêm Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách trong thời gian này tiền khuê hồng chỉ có 1%. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.